Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda NX 125 2024 ra mắt thị trường có mức giá bán khoảng 33 triệu đồng. Các chiếc Honda NX 125 2024 là một trong những cái mẫu tay ga mới được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Cái dòng xe này nhìn chung cũng rất hầm hố với những cái đường nét cắt xẻ ở phần dàn áo vô cùng ấn tượng. Cái mẫu Taycan này cũng được trang bị rất nhiều công nghệ đáng để chúng ta chú ý. Mới đây hãng Honda đã cho ra mắt cái phiên bản nâng cấp cho cái mẫu là NX 125 2024 tại thị trường Trung Quốc với một vài nâng cấp về mặt màu sắc. Xe được mở bán như mức giá là 9.690 nhân dân tệ, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 32.700.000 đồng. Honda NX 125 2024 là một cái mẫu Taycan có kích thước nhỏ gọn, cái tính di động rất cao, khi được thiết kế chủ yếu để ứng dụng hàng ngày trong đô thị. Chiếc xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lượt 1804 x 684 như 1110 mm, chiều dài cơ sở đạt ở mức 1245 mm, cái khoảng sáng gầm 110 mm và cân nặng 106 kg. Phần đầu của NX 125 nó được thiết kế tương tự như cái chiếc Vario với cách bố trí cái đèn flash hình chữ V mở rộng ở hai bên kết hợp cùng với cái dải đèn LED định vị. Yên xe được da, cái bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và một cái ổ cắm sạc USB đi cùng với đó là cái cốp chứa đồ có cũng khá rộng rãi để nguy hiểm là nửa đầu vân. Trong khi đó, cái phần đuôi của chiếc NX 125 2024 có thiết kế cứng cáp, góc cạnh và một cái trọng tâm thấp hơn so với chiếc Vario. Cái bình xăng với dung tích 6 lít với cách bố trí bên dưới yên xe. Cái tổng trọng lượng của cái mẫu xe này đạt ở mức là 106 kg. NX 125 2024 cũng có trang bị cho mình cái giảm tốc trước là cái phuộc ống lồng, trong khi phía sau là cái giảm tốc lò xo đơn mang tới cái sự ổn định khi vận hành. Cái mẫu xe này đảm bảo an toàn bởi một hệ thống phanh đi trước, phanh sau là phanh tăng trống có kèm công nghệ CBS giúp phân bổ cái lực phanh đều giữa hai bánh khi chúng ta bóp phanh. NX 125 2024 có phần bánh trước 12 inch, trong khi bánh sau là 10 inch. Nói đôi chút về cái động cơ của chiếc Honda NX 125 2024. Em ấy ổng cho mình cái động cơ dung tích thật là 125cc xăng đơn làm mát bằng không khí. Với có động cơ này thì cho ra cái công suất tối đa là 8,9 lực, tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Trong khi mô men xoắn cực đại là 97 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Nếu được đưa về thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda NX 125 2024 sẽ đạt đối thủ đáng gờm với cái chiếc Yamaha Figo và thậm chí có thể cạnh tranh sòng phẳng với những người đàn anh lớn như là cái chiếc Honda FS hay là Honda Vario 125. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.